Hello anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em cách kiếm cho mình cái nguyên liệu để đột phá vũ khí cũng như là nguyên liệu để đột phá nhân vật. Thì cái nguyên liệu này chính là cái bản vẽ cấm chú mà ở trong cái sách nó lại không có hướng dẫn. Đây, nó là cái này. Đó, nó là ba cái bản vẽ cấm chú, bản vẽ phong ấn và bản vẽ hướng dẫn này. Thì nó ghi là phù thủy Helichun rơi, nhưng mà chúng ta tìm ở trong cuốn sách ủy thác này thì lại không thấy nhá mọi người nhá. Đây ủy thác, đây bí cảnh và thảo phạt, đây không hề có nhá. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đi farm cái cuốn sách này và những địa điểm mà cuốn sách này nó rơi ra nhá. Và trước khi vào clip thì mong các bạn để lại một like, một share, một subscribe cho kênh của mình phát triển nhiều nhá. Nhớ đăng ký cho kênh của mình nhá. Anh không làm gì đâu anh thề. Thì nó rơi ở con quái nào thì bây giờ mình sẽ tele ra vị trí đấy và mình sẽ cho các bạn biết cái này nó hay rơi ở con quái nào và vị trí của nó ở đâu nhá. Ok, chúng ta đã đến bãi đầu tiên, đây cục thịt đầu tiên đúng không? Thì đây bản vẽ cấm chú của các bạn, đây là con này và con đứng đằng xa kia đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần đánh mấy con này thôi chúng ta sẽ có bản vẽ nhá. À, ok. Đó, đây là bản vẽ này. Mình sẽ đánh thật nhanh nhá, mình sẽ tua qua đoạn này. Đây, chúng ta đang ở địa điểm thứ hai, hai con. Đây đúng không? Địa điểm thứ ba là ở bên này nhá. Đây. Đây là địa điểm thứ ba nha các bạn nhá. Đây, ba cục thịt ở đây. Ok. Ok, xong 3 địa điểm đây rồi đúng không? Chúng ta sẽ kéo lên một chút. Đây, và thêm 4 vị trí nữa. Đây là vị trí tiếp theo này, vị trí thứ 4 này. Và xung quanh Minh Ôn Trấn. Ok, đây là địa điểm thứ 4. Địa điểm thứ 6 của chúng ta lại ở đây. Địa điểm thứ 7 đây rồi, đi thẳng ra thôi. Đây là vị trí tiếp theo nha. Đây và đây nữa, hai cùng ở đây. Không ra, lần này không ra. Và tương tự những địa điểm còn lại nhé các bạn nhé. Mình vừa đánh thử ví dụ cho các bạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mình vừa thử 11 vị trí cho các bạn nhé. Thì đây là toàn map này. Mình sẽ kéo cho các bạn nhìn xem toàn map và khi nào chỗ nào đánh dấu này. Đầu tiên là đây có một cục thịt này. Ngoài đạo này 3 này, 4, 5, 6, 7 này,
Và đây, những cục thịt này mình đánh dấu đều là bản vẽ cấm chú hết nhá mọi người nhá. Những cái cục thịt này đó, các bạn nhớ vị trí vào, và các bạn khi chỉ cần chạy ra đấy là thấy thôi, và đánh mấy con tương tự vừa rồi Illusion pháp sư nhá. Đó, ở trên map Monstart cũng có này, quanh phế tích phong long có 3 này, ngoài này có 1 này, trên này 2 này. Và đấy là những địa điểm mình đã đi qua và mình nhìn thấy và mình đánh dấu lại. Và chắc chắn sẽ còn rất nhiều địa điểm nữa. Và các bạn nếu như các bạn thấy ở trên bản đồ thì nhớ đánh dấu thêm vào, vì cái bản vẽ cấm chú này nâng sẽ rất là tốn nha mọi người nha. Và chúc các bạn farm vui vẻ. Và nhớ để lại một like, một share, cũng như một subscribe, là ấn đăng ký cho kênh của mình nha.